Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em một cái phần mới của vật lý là thuộc cái những cái vấn đề vật lý hiện đại. Những vấn đề vật lý thuộc cái thế kỷ thứ 20. Thì đấy là cái phần hạt nhân nguyên tử. Và cái chuyên đề này thì sẽ có các cái nội dung sau đây. À, thứ nhất là kích thước và cấu tạo ký hiệu và đồng vị. À, thứ hai là khối lượng, năng lượng, tính bền vững của hạt nhân và thứ ba tức là phản ứng hạt nhân định luật bảo toàn các định luật bảo toàn và thứ tư vấn đề phóng xạ và cuối cùng là các cái bài tập rèn luyện thì ở cái vấn đề đầu tiên về kích thước cấu tạo ký hiệu và đồng vị thì cái này thì ở cái mức độ là tiếp cận thông tin nên các em có thể tham khảo thêm sách giáo khoa và tôi sẽ giới thiệu cái nội dung này trên tinh thần là đọc bài Thứ nhất là hạt nhân có dạng là hình cầu. Đường kính là cỡ 10 mũ trừ 15 mét. Nhỏ hơn đường kính nguyên tử khoảng 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 lần. Các em lưu ý rằng trong cái chương này để chúng ta chỉ nghiên cứu cái hạt nhân nguyên tử thôi nha. Lớp vỏ phía bên ngoài chúng ta bác bỏ. Tức là chúng ta không quan tâm tới cái cái vỏ electron ở bên ngoài hạt nhân. Cái thứ hai là hạt nhân được cấu tạo từ hai loại hạt là proton, neutron và gọi chung là nucleon. À, trong đó hạt proton thì là một cái hạt tích điện dương nguyên tố à, E đấy, là bằng 1,6 x 10-19 Coulomb Khối lượng tương ứng là 1,67262 x 10-27 kg Cái hạt thứ hai là hạt nơi trong Thì hạt này là không mang điện Và khối lượng là 1,67493 x 10-27 kg à, Đây là những hai cái hạt sơ cấp cơ bản mà chúng ta đã được biết là trong môn hóa hạt để hình dung về cái kích thước của hạt nhân để em hình dung đó là nếu chúng ta tưởng tượng hạt nhân ra bằng cái viên bi có đường kính là 1 cm thì cái nguyên tử của chúng ta là nó to là cỡ là 10 cho đến 100 km rất là gấp 10 mũ 5 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 lần vấn đề thứ ba là ký hiệu của hạt nhân thì cái ký hiệu hạt nhân là người ta ký hiệu bằng cái chữ là x a z thì trong cái ký hiệu này thì chữ X chính là tên của nguyên tố hóa học ví dụ như là carbon hay clo hay là natri thì chúng ta sẽ thay vào chữ X này hai cái chỉ số là A và Z thì chỉ số A là chỉ số thứ tự của cái nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn số hiệu nguyên tử nó cũng cho biết là cái số electron ở lớp vỏ nguyên tử và tất nhiên là nguyên tử chúng ta ở điều kiện bình thường thì nó trung hòa về điện và vì vậy là cái số electron ở vỏ nguyên tử này nó cũng chính là cái số proton có trong hạt nhân nguyên tử như vậy cái chữ Z này ta đạt ngay được là nó ở ô thứ mấy trong bản tuần hoàn nếu là nguyên tử thì cái vỏ nó có bao nhiêu electron và hạt nhân của nó có bao nhiêu proton chính là cái Z cái chỉ số thứ hai là A cái chỉ số A này là cho biết tổng số nucleon có trong hạt nhân tức là nó bao gồm proton và neutron trong thì trong đó proton là bằng Z thì Đương nhiên cái số nơi trong còn lại sẽ là A trừ Z Và cái chỉ số A này Nó còn cho biết là Khối lượng nguyên tử Nguyên tử số eh, Riêng cái chỗ khối lượng nguyên tử tí nữa ta sẽ bằng thêm Tôi có thể lấy cho các em một cái ví dụ Đấy là hạt Carbon Chữ X tức là ứng với Carbon Chữ Z ứng với 6 Chữ A là ứng số 13 Và đây là cái hạt Nhân của cái nguyên tử Carbon Là một trong những đồng vị Của nguyên tử thì nó có 6 uh, proton, 7 neutron và tổng số nucleon của nó là 13. Thì uh, phần uh, kích thước cấu tạo ký hiệu thì coi như đã giới thiệu với các em xong. Uh, bây giờ ta chuyển sang cái đồng vị nguyên tử. Thì cái chỗ này á, nó có cái khái niệm như sau. Những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số Z nhưng khác số khối. Nghĩa là hạt nhân cùng số proton và khác số nơi trong thì gọi là đồng vị của nhau à, cái này hay à, tôi lấy một cái ví dụ như là hydro của chúng ta là có ba đồng vị cụ thể đấy là cái đồng vị thứ nhất đó là hydro thường cái đồng vị thứ hai nó là hydro nặng h 12 có thể có cái tên gọi khác là deuteri và cái đồng vị thứ ba là hydro siêu nặng tên gọi khác là tri -ti. Thì sự khác biệt của nó là gì tức là ở cái đồng vị thứ nhất là hạt nhân của nó có một rô đồ cái đồng vị thứ hai này hạt nhân của nó là có một rô tông và một nơi trong tức là số khối nó bằng hai và đồng vị thứ ba thì nó có ba cái phở, có một proton và hai nơi trong số khối bằng 3 các em lưu ý rằng là sự khác nhau này là khác nhau về mặt hạt nhân còn xét về mặt nguyên tử thì cái cái tính chất và hóa học của nó không có gì thay đổi. tức là nếu chúng ta uống một ly nước thì trong đó là có nước thường, nước nặng và nước siêu nặng. thì đối với các cái phản ứng hóa học vân vân thì nó chỉ liên quan tới vỏ và như vậy là mọi cái quá trình đều là hydro cả, chỉ có hạt nhân nó mới khác nhau thôi. ta sang cái vấn đề thứ hai của cái phần vật lý hạt nhân, tức là cái bàn tới vấn đề khối lượng, năng lượng và tính bền vững thì À, đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu với các em về khối lượng và năng lượng. thì theo cái thuyết tương đối, một vật có khối lượng m 0 ở trạng thái nghỉ, thì khi chuyển động với vận tốc v, khối lượng của nó sẽ được tính theo công thức là m bằng m zero chia căn bậc hai của một trừ v bình trên c bình. thì cái chỗ này là những cái khái niệm vật lý thông thường mà từ trước đến giờ chúng ta biết ấy là là đều nằm trong cái uh, nền cơ học cổ điển. Còn uh, bắt đầu từ cái chương này chúng ta tiếp cận một vài cái vấn đề về vật lý học hiện đại. Thì uh, m này gọi là khối lượng tương đối tính, còn cái m zero này uh, là khối lượng nghỉ. Thì đây là một cái hệ quả của cái thuyết uh, tuyên đối của Einstein. Thì ở đây chúng ta không có bàn cái thuyết tương đối Einstein nữa và chúng ta chỉ uh, chấp nhận tức là những cái hệ quả, những kết quả và những cái ứng dụng của nó trong cái đời sống khoa học kỹ thuật và thực tiễn à, Mời mà đôi khối lượng nghỉ này tức là khối lượng ứng với vận tốc bằng không đấy cái thứ, thứ hai là em mà là khối lượng tố đối tính trong cái công thức này xuất hiện cái chữ c tức là vận tốc của ánh sáng trong chân không nó khoảng 3 x 10 vũ 8 mấy trên giày. thì chính xác ấy, trong cái tiên đề 2 của Einstein ấy, thì cái giá trị của c này nó hai bằng là 299 792, Mét trên giây. này cái này các em tham khảo thêm trong sách chú khoa à, với những cái chuyển động thông thường trong thực tế thì cái giá trị vận tốc này v này nó nhỏ lắm so với c à, các cái phương tiện kỹ thuật của chúng ta ví dụ xe cộ thì chạy có mấy chục km/h máy bay mà với tốc độ nhanh nhất thì chỉ có cả ngàn, ngàn km/h thì nó cũng không là gì so với lại cái giá trị c này cho nên cái khối lượng mà trong đời sống chúng ta thì m mro hay m là nó không quan trọng đó nó hoàn toàn như nhau bởi vì cái tỷ số là v này coi như là nó nó gần bằng không. Yeah. À, nhưng mà trong uh, thuyết tương đối thì uh, khi chuyển động với những cái vận tốc đủ lớn tức là sắp xỉ uh, tốc độ ánh sáng thì cái hiệu tượng hiệu ứng tương đối tính nó sẽ xảy ra và khi đó trong quá trình tính toán chúng ta cần phải uh, chính xác hóa nó hơn. Cũng uh, theo cái thuyết này tức là thuyết tương đối uh, thì Einstein đưa ra một công thức là a bằng mc bình. Ta có thể thay cái khối, khối lượng ban nãy là m đấy bằng m0 chia căn bằng 2 của 1 v bình c bình vào. Thì chúng ta sẽ được là m0 c bình, không? Nó đồng dạng với mc bình đấy, ta gọi nó là a0 chia cho căn của 1 v bình c bình. Thì cái a bằng mc bình này gọi là năng lượng toàn phần của, của hạt. Còn cái a0 ấy là m0 c bình gọi là năng lượng nghỉ, tức là năng lượng ứng với cái trạng thái là nó đứng yên. Thế thì khi chuyển động nó thì rõ ràng em M này nó lớn hơn M và cho nên cái e này này nó sẽ lớn ngay Rô Thì cái chênh lệch giữa A và A đấy người ta gọi nó là động năng của vật Như vậy theo cái thuyết này Thì các em lưu ý rằng cái động năng mà em học ở trong chương trình vật lý 10 ấy, à, Theo cái cơ học cổ điển của Newton ấy, Thì cái động năng nó tính bằng M V bình chia 2 còn theo thuyết tương đối thì động năng nó không được tính bằng mv bình chia 2 nha. Tức là nó phải được tính là bằng năng lượng toàn phần trừ năng lượng nghỉ. À, một vài tài liệu thì người ta cũng có thể ký hiệu cái vkd là chữ k thì đạt nó chúng ta sẽ biết. Cái thứ hai là cũng theo cái công thức AMC bình thì chúng ta thấy rằng là khi năng lượng của vật, của hạt hay của hệ thống thay đổi một lượng delta E thì khối lượng của nó cũng thay đổi một lượng delta m tương ứng và ngược lại và chúng ta sẽ có là delta a bằng delta m nhân c bình. Cái chỗ này là trong cái phần phản ứng hạt nhân sắp tới thì chúng ta sẽ cụ thể hóa hơn là cái phần năng lượng đó nó được mô tả như thế nào. À, đối với cái cái phần vật lý hạt nhân này thì việc mà cân đo về mặt khối lượng của các hạt ấy, thì đương nhiên trong cái chuẩn đơn vị SI vẫn tính là kg nhưng nó không phù hợp với thực tiễn thì cái điều này nó cũng bình thường thôi tức là đối với tôi lấy ví dụ như đối với mặt khoảng cách thì các em tính khoảng cách từ nhà tới trường chúng ta thường đo bằng mét nếu nhà gần cách trường vài ba trăm mét xa thì chúng ta sẽ đo bằng kilo chứ chả ai dùng cái đơn vị là mm để đo khoảng cách từ nhà đến trường cả thế nên đây là lựa chọn đơn vị phù hợp thì trong vật lý hợp nhân người ta dùng cái đơn vị là oh, U uh đơn vị U này thì nó cũng chính là cái đơn vị carbon DVC ở trong môn hóa các em học và trong các tài liệu chuyên ngành thì người ta còn viết là DA tức là đan tông tức là tên của nhà bác học thì cái chỗ này là hiểu như sao một môn của đồng vị carbon 12 tức là một môn là chứa NA nguyên tử đấy. NA này số Avogadro tức là 6,02 nhân 10 mũ 23 đấy thì nó nặng là 12 g Đấy. như vậy chúng ta tính ra là một nguyên tử ha Na nguyên tử nặng 12 gram thì đương nhiên một nguyên tử sẽ là bằng 12 đó chia Na tính bằng đơn vị N Na này 6,02 x 10 mũ 23 mà em lấy số 12 em chia cái này ra thì ra số bé vô cùng, rất bé. Cho nên vì vậy dùng cái đơn vị gam hay kilo là đúng chứ không sai nhưng nó không có tương thích, không có phù hợp. Vì vậy người ta quy ước thế này, ta lấy cái khối lượng nguyên tử này chia làm 12 phần bằng nhau thì người ta định nghĩa mỗi phần như vậy là một u tức là một đơn vị khối lượng nguyên tử như vậy là theo cái cách định nghĩa như vậy chúng ta sẽ có u là bằng 1 trên Na tính bằng g và chúng ta quy đổi là nó khoảng bằng 1, nam la nhân 10 mũ trừ 27 kg một vài cái quy đổi để giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về đơn vị khối lượng nguyên tử nhất là electron thì nó là khoảng là năm 5,486 khoảng năm 4 u ở trong các tài liệu thì nó có đôi khi các đề bài hay cho là 000055 u và proton tức là một 1, 1,00728 à, như thế cũng được à, nơi trong thì là một phẩy 1.00866 thì cái này là à, do cái quy ước là chúng ta lấy tới bao nhiêu chữ số thôi đó. và heli thì khoảng là 4.00 Đấy. thì bây giờ ta nhìn lại cái chỗ là à, cái đơn vị này dùng để đo cái khối lượng của các hạt ở trong vật lý hạt nhân à, thì ta thấy thế này một cách gần đúng thì khối lượng của nguyên tử đây là nguyên tử nha thì nó sẽ bàn là khối lượng của hạt nhân khối lượng hạt nhân của chúng ta là gì nè là z proton tông này nhân khối lượng một proton cộng với n nơ trong tức là a trừ z nơ trong rồi cộng với cái vỏ của nguyên tử nữa tức là z lần ma nữa và khối lượng hạt nhân thì đương nhiên không tính cái phần z -M -A này vào đúng không một cách gần đúng thì ta xem cái m -P và mn này nè tức là hai thằng này nè Proton và nơ trong nó cỡ là gần bằng một u còn cái khối lượng electron này là nó nhỏ hơn khối lượng proton tới 1 ngàn, gần ngàn 8 lần. Lấy hai số này chia ra. Vì vậy là cái khối lượng hạt nhân hoặc là khối lượng nguyên tử nó cũng gần bằng. À, tức là thằng này là Z, thằng này cộng N. Cái này bằng 1 nha. MN với MV bằng 1 thì nó sẽ là cộng lại nó bằng A và tính bằng đơn vị là U. À, như vậy là nó thuận lợi với cái ký hiệu các em đã học bằng nãy là khối lượng uh, ký hiệu hạt nhân là x a z thì chúng ta đạt cái chỉ số a đấy tức là xem như ta hiểu rằng cái khối lượng hạt nhân ấy nó là gần bằng a và tính theo đơn vị u còn nếu tính cho một mol thì các em chỉ cần lấy đơn giản là ta nhân lên đây là khối lượng một hạt này ta nhân cho n hạt vào mà u nhân n a theo cái định nghĩa ban nãy thì nó là bằng ra vậy thì khối lượng một mol nó cũng chính là bằng a tính theo đơn vị ra thì cái này rất là quen thuộc nhưng mà cũng chỉ uh, mang tính chắc là nhắc lại À, tôi lấy ví dụ như là một nguyên tử đồng thì nó sẽ nặng là 64 u, 64 DVC đấy. Nhưng một mol đồng thì nó sẽ nặng là 64 g. ví dụ như thế. Cái thứ hai là với cái đơn vị khối lượng bằng u này chúng ta à, tính toán cho cái năng lượng ừ, toàn phần và của một à, hạt có khối lượng bằng 1 u theo cái công thức năng lượng của Einstein, tức là A bằng mc bình. À, chúng ta đổi này, m nó bằng 1 u vào cái mục u này á, là bằng 166055 gì đấy nhân với trăm bảy kg không? c này là bằng à, 299792458 chúng ta nhân vào chúng ta sẽ được cái năng lượng sẽ có cái đơn vị là jun đơn vị là jun nhưng mà bây giờ chúng ta lại thêm một chút cái kết nối nữa tức là là tính bằng đơn vị EV electron volt ấy, thì một electron volt là khoảng 1,6 x 10 mũ trừ 19 J thì chúng ta sẽ đổi ra đơn vị EV sẽ là 931,5 x 10 mũ 6 à, thêm chữ mega EV vào thì được là 931,5 à, tất nhiên là để mà bấm máy tính được đúng số này thì các em nên dùng các cái số liệu về quy đổi đơn vị khối lượng nguyên tử à, U hay là À, giá trị của C hay là cái giá trị quy đổi E bằng bao nhiêu Coulomb đấy thì các em nên dùng cái giá trị này trong cái máy tính người ta đã cập nhật vào trong máy Casio đấy và các em chọn các cái hàng số trên đó em nhập vào thì nghĩ gì nó sẽ ra là 931,5 ở đây Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có quy đổi là một U sắp xỉ 931,5 Mega C bình. U là đơn vị khối lượng Vậy thì Mega Everden 7 nó cũng sẽ là đơn vị khối lượng ở trong vật lý hạt nhân là có hai cái đơn vị khối lượng thường dùng. À, xin nhắc lại là u thì bây giờ là theo công thức Einstein là xuất hiện thêm cái nhân vật nữa tức là Mega-Evergine-7. Đấy là những cái đơn vị khối lượng thường dùng. À, vần thứ hai là khi chúng ta nghiên cứu về à, khối lượng của hạt nhân và năng lượng thì nó có một cái, cái sự kết nối. Đấy là à, tính bền vững của hạt nhân. Thì bây giờ ta nghiên cứu sự bền vững hạt nhân này như thế nào Thì bây giờ ta xem lại về cái hạt nhân của chúng ta Đúng không ạ? Thì nó cấu tạo gồm phờ rô tông ở trong Đấy, Kích thước của nó cỡ 10 mũ trừ 15 mét Nó rất là bé Ở trong này các cái phờ rô tông này mang điện dương ra Như vậy rõ ràng giữa chúng có một cái lực tương tác tĩnh điện Lực đẩy Và về nguyên tắc chúng sẽ có xu hướng là bung ra Bể ra Nhưng mà thật ra hạt nhân rất là bền Vì sao nó như thế? Thì rõ ràng là người ta thấy rằng là các cái nu trong hạt nhân đấy muốn giữ trạng thái này thì phải hút với nhau một cái lực rất là mạnh. So với lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa à, các nụ thì cái lực này rất mạnh. Ở trong sách chú khoa thì nó viết là lực hấp lực hút giữa các cái nụ lông là một cái lực rất là lớn. Thì chúng ta cũng nhắc lại với em là cái việc khái niệm lớn với nhỏ là nó không có ý nghĩa đâu. Nó chỉ là lớn hơn hay nhỏ hơn thôi. Ở đây chúng ta nói rất mạnh ở đây là mạnh hơn so với lực điện và lực hấp dẫn giữa các nụ lông trong hạt nhân nha. À, và cái lực này gọi là lực hạt nhân. À, chính vì cái lực này nó rất lớn so với hai cái lực kia cho nên người ta gọi nó là tương tác mạnh à, cho nên người ta gọi cái lực hạt nhân này là lực tương tác mạnh lực hạt nhân thì xét về mặt bản chất là nó không có cùng bản chất với lực điện hay là lực hấp dẫn nhớ là không có cùng bản chất còn bản chất nó có gì thì à, cả thầy trò chúng ta tới hiện nay là à, nói chung là chưa biết một cách chính xác là như vậy chúng ta chỉ biết rằng nó là lực hút thôi và cái một cái đặc điểm nữa đấy là cái lực hạt nhân này nó chỉ gây cái tác dụng trong cái phạm vi kích thước hạt nhân còn nếu mà ngoài cái phạm vi đó thì cái tác dụng nó không còn thì để nghiên cứu về cái tính bền vững hạt nhân này thì chúng ta nghiên cứu về cái tìm hiểu về cái độ hụt khối và cái khối năng lượng liên kết thì đây là một cái điều mà nó rất là bình thường trong vật lý hiện đại Nhưng có điều là vì xưa nay chúng ta chưa có tiếp cận và Chúng ta chưa biết cho nên chúng ta thấy nó có thể nó lợi. Các Cái hình dung như thế này Tức là chúng ta có Z uh, proton riêng lẻ nha Và ví dụ trong cái mô hình này là có hai proton riêng lẻ hai này không có tương tác nha, độc lập, đứng yên luôn Để cho nó thuận lợi Cái số nơ trong này cũng vậy, hai nơ trong nó riêng lẻ hết Như vậy uh, nếu xét về mặt khối lượng có tính chất cận Thì ta cộng lên 1 proton, hai 2 nơ trong hai cộng lại z rô tông này n trong ta cộng dồn nó lại thì nó được khối lượng là m giờ đâu? đây là tổng khối lượng của các hạt riêng lại không liên kết gì với nhau bằng cách nào đó cái cách nào đó thì cái chuyện này của nhà khoa học đúng không ạ người ta tổng hợp các cái hạt này thành một hạt nhân hạt nhân này là có số khối a đúng không bằng z cộng n nguyên tử số sẽ là z là chỗ này là mình theo như cái mô hình này là 24 ấy. Ừ, mai mốt nhé. tí nữa chúng ta sẽ biết đó là hạt heli thì cái khối lượng của cái hạt nhân này ấy, là m và m nên lại nhỏ hơn mro nói nôm na là đứng riêng là F độc lập thì mro gom lại thành hạt nhân thì m bé hơn tức là khối lượng của nó hụt đi một chút cái hụt đi một chút đấy người ta gọi nó là độ hụt khối hạt nhân chúng ta đừng có hỏi vì sao đây là điều bình thường và đây là kết quả của cái việc nghiên cứu về mặt khoa học. Bây giờ hỏi vì sao ở đây chúng ta không giải quyết được nha. Delta m bằng mro trừ m này, đó nó dương, nó gọi là độ khối hợp nhân. Và theo thuyết tương đối của Einstein ta nói bằng nãy đúng không? Khối lượng của hệ thống đấy nó thay đổi một lượng delta m thì đương nhiên năng lượng của nó sẽ thay đổi một cái lượng là delta m nhân c bình. Thì người ta định nghĩa cái delta m c bình này gọi là năng lượng liên kết của hạt nhân. Đó là năng lượng liên kết hạt nhân. Như vậy chúng ta thấy rằng năng lượng liên kết hạt nhân thì nó liên quan cụ thể tới cái gì ạ? Số khối A, à, số Z và N đúng không? Tùy vào cái hạt nhân mà nó có cái số Z với số N nó khác nhau thì rõ ràng năng lượng liên kết nó khác. Tuy nhiên cái năng lượng liên kết của hạt nhân này nó không cho biết cái hạt nhân nó bền hay là không bền. Mà cái chúng ta quan tâm là hạt nhân tính bền vững mà. Và chỉ người ta phải tính toán thêm một bước nữa. Người ta lấy cái năng lượng liên kết ấy, người ta chia cho số khối A. Tức là ra cái năng lượng tính trung bình cho một nu. Ví dụ như bây giờ cái hạt nhân này là nó có 4 nucleon như mà đem chia 4 ra thì sẽ ra năng lượng trung trung bình cho một hạt nucleon. Thì cái năng lượng này người ta gọi là năng lượng liên kết riêng và chính cái năng lượng liên kết riêng này nó mới là một cái đại lượng đặc trưng cho cái sự bền vững của hạt nhân. Giá trị của năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân nó càng bền vững và ngược lại. Thì ở đây có hai cái khái niệm à, cái này là đã có ở trong sách giáo khoa, à, Tôi sẽ đọc lại một lần cho các em nghe. Tức là năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi tổng hợp các nuclon riêng lẻ thành hạt nhân và cũng là năng lượng cần thiết để phá vỡ hạt nhân thành các nuclon riêng lẻ. Cái khái niệm thứ hai là năng lượng liên kết, tức là năng lượng tính trung bình cho một nuclon gọi là năng lượng liên kết và năng lượng liên kết này đặc trưng cho tính bền vững của hạt nhân. Ở cái phần độ hụt khối của hạt nhân và năng lượng liên kết này thì chúng ta có thể à, là làm một cái bài tập ví dụ để có thể hiểu thêm và ghi nhớ được kiến thức thì cái ví dụ của tôi đặt ra là một cái nguyên tử nguyên tử nhé mà có hạt nhân của nó là Z bằng 26 A bằng 56 tức là Fa2656 khối lượng nguyên tử là chín u cái này nhớ là đề bài nó cho số nào là chép cho đúng và đầy đủ Không bỏ sót chữ số thập phân nào Nhiều bạn làm toán hay lỗi chỗ này là lý do là đạt cái giải số trên Bấm vô máy tính cái thiếu một số Cho nên cái này phải chính xác tuyệt đối phải Không bỏ sót chữ số thập phân nào nha Khối lượng proton ở đây tôi lấy là 1,007276 Khối lượng nơi trong là 1,008665 Cho thêm khối lượng electron là 0,000 549 và khối lượng quy đổi 1U là 931,5 Mega Evidence 7 câu hỏi đặt ra là tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của nó cái chỗ này chúng ta quay lại cái nội dung bằng nãy bây giờ bạn muốn tính em muốn tính năng lượng liên kết phải tính Delta mà muốn tính Delta mà phải biết M Rho và M -Row rô thì được tính bằng công thức đây Zmf cộng Nmn nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là cái M này là khối lượng hạt nhân ấy. vậy thì trong cái đề bài này ấy, người ta không có cho mình khối lượng hạt nhân ra người ta cho khối lượng nguyên tử ở đây có thêm cái dụ là khối lượng electron nữa vậy muốn tính khối lượng hạt nhân công việc của chúng ta là Đấy. công việc của chúng ta là lấy khối lượng nguyên tử trừ cho cái vỏ của nguyên tử ra tức là chúng ta lấy nguyên tử bác vỏ, lấy cái lõi bên trong. Thì cái lõi bên trong nó sẽ có khối lượng là bằng khối lượng nguyên tử trừ ZMA. À, tôi đã dùng máy tính tính toán cái quả này, nó sẽ được là 55,920665. Một lần nữa tôi cố gắng là đọc một cách kỹ lưỡng các cái chỉ số, các cái, cái 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 số liệu trên về mặt khối lượng để nhắc nhở các em rằng là không được bỏ sót chữ số thập phân nào nhớ là phải đầy đủ chứ đừng có làm năm năm làm tròn năm sáu cho nó khỏe rồi. là là, hãng việc là công việc thứ nhất chúng ta giải quyết xong đúng không bây giờ công việc thứ hai là em tính em ro bằng cách là chúng ta có 26 mươi uh, sáu tâm đúng không ạ là chúng ta lấy 56 sáu 26 đây nhẩm luôn là ba mươi nơi trong hai uh, cái khối lượng Proton tâm nơi trong vào đây tính được năm mươi vậy thì delta m của ta là gì mRO từ m tính ra là 0,528461. Có được delta m rồi. Em tính năng lượng liên kết bằng delta m nhân C bình. cái chỗ này bây giờ mới là vấn đề này. Cái delta m này tính bằng đơn vị U nha. Như vậy em thấy thay vào đây à, tôi chép cái chữ đúng số liệu đó tính bằng U. Cái chữ C bình ở đây tôi để qua đây nha, đúng C bình. Như vậy bây giờ tôi có U nhân C bình. Đúng không ạ? cái đơn vị U theo đề bài này người ta cho ta là 931,5 mega AVDC bình. Tôi là thay đúng cái chữ màu vàng này vào đây. 931,5 mega AVDC bình. Rồi nhân với xe bình. Rút ước lượt cái xe bình đi. Đúng không? Chúng ta còn lại là 0,528461 nhân 931.5. Đáp số của chúng ta là 492,3 chấm 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 cỡ vài phía sau xíu xíu nữa thì đến đoạn này chúng ta được phép làm tròn bởi vì giá trị năng lượng cuối cùng này thì cái số thập phân phía sau nó không có ý nghĩa nữa. Bài này còn hỏi chúng ta năng lượng liên kết ha. À, đây năng lượng liên kết thì đương nhiên cái này theo định nghĩa rồi. Em lấy cái năng lượng liên kết này em chia số khối thì nó sẽ ra năng lượng liên kết riêng. Chỗ này năng lượng liên kết riêng nha. Thì nó ra là 8,8 MeV tính cho một lông cái ví dụ mà thầy đưa ra này là ở trong sách giáo khoa và tại sao tôi chọn ví dụ này thì cũng xin nói với các em rằng là cái đáp số 8,8 mega EV trên nút lông này nó có đặc biệt một chút đây là đây là cái năng lượng liên kết riêng lớn nhất trong các cái hạt nhân mà các nhà khoa học đã nghiên cứu có nghĩa là ý muốn nói rằng cái hạt nhân sát 2656 này là hạt nhân mà bền vững nhất trong các hạt nhân thì cái này các em có thể tra thêm ở nhiều tài liệu hoặc là sách báo. Thì cái giá trị năng lượng điện riêng của hạt nhân 8,8 là đây là giá trị lớn nhất. Cho nên cái tôi nhớ không nhầm là cách đây khoảng 5-6 năm gì đó trong đề thi đại học. Thì người ta có hỏi chúng ta một câu là các cái hạt nhân mà cho dưới đây thì cái hạt nào là bền vững nhất. để người ta cho chúng ta bốn cái hạt trong đó cái hạt sát 2656 là bền vững nhất. À, thì đây là cái, cái 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 bài toán này nó có cái ý nghĩa là như thế. Bây giờ sau khi giải cái bài toán này thì chúng ta chốt lại là như thế nào? như sao Nếu chúng ta tính khối lượng theo đơn vị u ấy, thì là mro này bằng Z này mFe cộng nMn đúng không ạ? Rồi là delta mro trừ m, m, m theo u thì chỉ cần lấy khối lượng tính bằng u nhân thêm 931,5 nên là sẽ ra đơn vị năng lượng là mét bài này giải thì cái quy trình làm như thế nhưng các bạn sau này thi cử thì cũng nhẹ nhàng thôi phải nhìn đây bấm 26 m phê trừ 56 Mn đúng không trừ cho m nguyên tử thế thì trừ nốt cho z lần e. còn nếu các cái bài toán thông thường người ta cho chỗ này là hợp nhân thì chúng ta chỉ trừ nội khối lượng hợp nhân thôi thì sau đó chúng ta nhân thêm 931,5 là sao như vậy bài toán là tương đối là nhắn ngắn gọn như như vậy thầy đã vừa trình bày với các em về cái những cái vấn đề cơ bản của cái phần vật lý học hiện đại nó bao gồm là ký hiệu khối lượng đúng không ạ rồi à, những hệ quả thuyết tương đối rồi nghiên cứu về à, tính bền vững của hạt nhân năng lượng liên kết thì cái ví dụ này là để giúp cho các em à, nắm lại à, chắc vững lại những kiến thức mà thầy đã trình bày thì à, cái tiết học này đến đây là hết và chúng ta sẽ học cái uh, tiết sau là cái uh, phần về phản ứng và các cái định luật bảo toàn thì các em uh, sẽ tham khảo ở tiết học tiếp theo.